Dương Cẩm Linh chia sẻ cuộc sống hậu tan vỡ hôn nhân, tiết lộ thái độ hai cậu quý tử dành cho mẹ. Những chia sẻ của Dương Cẩm Linh khiến khán giả không khỏi chạnh lòng. Dương Cẩm Linh là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với những vai diễn trong nhiều bộ phim như Ngõ Vắng, Quán Kem Tình Nhân, Có Lẽ Nào Ta Yêu Nhau. Dù thành công trong sự nghiệp, thế nhưng đường tình duyên của Dương Cẩm Linh lại gặp khá nhiều trắc trở. Mới đây trong buổi trò chuyện cùng kênh YouTube Bí Mật Vbiz, Dương Cẩm Linh đã có những chia sẻ bất ngờ về cuộc sống sau tan vỡ hôn nhân. Bên cạnh đó, Dương Cẩm Linh cũng bật khóc nức nở khi chia sẻ về hai cậu quý tử. Nữ diễn viên cho biết con trai dù còn nhỏ nhưng đã hiểu chuyện, luôn chia sẻ, động viên mẹ. Cụ thể, nữ diễn viên Dương Cẩm Linh cho biết cô không giấu giếm con, có chuyện gì cũng đều kể cho con nghe. Tôi có nguồn năng lượng tích cực từ hai con để giúp bản thân mạnh mẽ hơn. Ngay khi có chuyện buồn xảy ra, Will đã nói với tôi rằng, mẹ ơi, cố lên mẹ, con tin mẹ mạnh mẽ mà, Dương Cẩm Linh trải lòng. Nữ diễn viên cho rằng dù có khó khăn như thế nào thì đối với cô cũng không có vấn đề, chỉ cần các con hiểu được. Chắc hẳn khi lớn lên, các con sẽ hiểu được mẹ đã vất vả lo cho con như thế nào. Dù như thế nào thì tôi vẫn sẽ không để các con thiếu thốn bất cứ thứ gì. Tôi cảm thấy may mắn khi tự chủ được việc nuôi dưỡng con ra sao, Dương Cẩm Linh xúc động chia sẻ. Dương Cẩm Linh có cuộc hôn nhân đầu với nhà sản xuất phim Anh Khoa. Cô sinh con trai đầu lòng vào tháng 10 năm 2016. Tuy nhiên đến năm 2018, Dương Cẩm Linh thông báo đã đường ai nấy đi với chồng cũ vì nhiều lần xảy ra mâu thuẫn do tính cách không hòa hợp. Gần đây, Dương Cẩm Linh tiết lộ cô đã sinh con thứ hai, nhưng lại trải qua 2 năm nhiều biến cố với bạn trai cũ. Sau những sóng gió tình cảm, Dương Cẩm Linh khẳng định cô sẽ không kết hôn nữa mà tập trung làm việc, chăm sóc hai con.